Xin chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình quyết định chia sẻ với tất cả mọi người về một vấn đề mà rất ít các cặp gia đình Việt đề cập đến, cũng có thể là các bạn ngại khi mà nói ra cái vấn đề này. Mà cái mâu thuẫn chủ yếu của cặp của vợ chồng mình ấy, đó chính là cái vấn đề là không hòa hợp trong tình dục. Nên là thời điểm đấy lấy nhau về rồi không rồi. Thậm chí là 1 đến 2 tuần mới quan hệ với nhau một lần. Vợ mình cũng hay bực bội cáu gắt, thành ra là bọn mình cứ thường xuyên cãi nhau. 1-2 tuần ai thèm cáu, có khi cả tháng ấy. Chẳng thèm động đến vợ. Thì nói thật với anh em là thời điểm đấy mình có vấn đề về sinh lý thật. Mình liên tục sử dụng thuốc kích dục và sử dụng với liều lượng nhiều và dài ấy, đâm ra mình bị tự nhiên bị mất cái cảm giác là muốn quan hệ, muốn thăng hoa. Khi mà mới yêu nhau ấy, có cả những ngày mà hai đứa không muốn ra khỏi phòng luôn. Nhưng mà rồi sau đấy khi mà cưới xong thì tự nhiên rồi mình kiểu như là bị bỏ đói. Xong rồi một thời gian như thế thì mình cũng đi mua hàu cho ăn. Nhưng mà mình cũng không có nói với ông ấy là vì là ông ấy yếu hay là như thế nào hết. Vì là bản tính thì kiểu sĩ diện, xong là ngại chia sẻ ấy, nên là mình không nói. Cũng chỉ bảo là thôi hôm nay vợ chồng đổi bữa hải sản. Nên là cũng tin vợ lắm, cũng ăn uống rất là vui vẻ với nhau thôi, chứ không có vấn đề gì về tâm lý cả. Chồng mình thì thời điểm đấy tinh trùng rất là ít, và nhiều khi bắn ra ngoài ấy, thì là mình quan sát thấy rằng nó loãng ấy, và nó trong, mắt thường mình còn nhìn thấy được, nên là chẳng phải đi xét nghiệm cũng biết nhỉ, chồng nhỉ? Đấy thì nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là cái gì cũng thế, nó có ưu điểm thì nó cũng có nhược điểm. Là khi mà sử dụng hàu ấy thì là mặc dù là trong hàu thì có nhiều kẽm, nhưng mà mình phải sử dụng với một số lượng rất là nhiều và trong một thời gian rất là dài, kiên trì thì mới được cải thiện cái kết quả, thì mới cải thiện được cái chất lượng tinh trùng ấy. Và cũng may là cải thiện được một chút, nên là bọn mình đã có một bé gần 2 tuổi rồi. Tôi nói thật với các ông ấy, thời điểm đầu mà vợ mua hàu về thì mình ăn cũng thấy rất là ngon, lạ miệng, xong rồi kiểu là thích mà đồ biển cũng rất là dễ, mình cảm thấy dễ hấp thụ. Nhưng mà ông cứ thử hình dung xem, ăn với số lượng lớn này, xong rồi ăn với tần suất liên tục ngày nọ qua ngày kia, sợ kinh khủng luôn. Đến lúc đấy mình còn nghĩ đến hàu trong đầu thôi, mình đã thấy cảm giác rất là một cái gì rất là khó chịu. Thế mình bảo là thôi bây giờ là ăn hàu nó tốt, phải ăn thì anh thấy trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm về hàu dạng như là thuốc ấy, thì mình cũng có tìm mua viên hàu biển ấy để uống. Mình cũng không biết là sản phẩm nào có tốt cho sức khỏe này, xong rồi uống vào thì nó có cải thiện cái tình trạng của mình hay không. Nhưng được cái là bù lại thì vợ mình là một người rất là tỉ mỉ, và cô ấy đã tìm cho mình một sản phẩm hàu biển OB. Đây, chồng đưa bạn đây. Đây chính là cái sản phẩm mà mình đã mua về cho chồng mình dùng. Thì tính mình như chồng mình nói là một người tỉ mỉ và rất là kỹ lưỡng trong việc chọn lựa sản phẩm, vì là nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe này, vừa là cái quyết định về sinh lý của chồng mình này, và nó còn là một cái vấn đề rất là lâu dài nữa. Nên là mình có tìm hiểu, có cân nhắc đắn đo, và thậm chí là mình còn tìm thông tin ở rất nhiều kênh ấy. Có một anh bạn mình thì lại là bác sĩ, nên là mình cũng hỏi luôn, không ngại ngần gì cả, vì lúc đấy thì nói thật là cái tình cảm vợ chồng mình rồi là cuộc sống gia đình mình nó sẽ quan trọng hơn là cái vấn đề về cái sự xấu hổ hay là gì đó. Thì anh ấy cũng tư vấn cho, và thế là em kể chuyện của anh với người khác thì tất nhiên rồi. Wow. Có sao đâu, mình chia sẻ với người ta thì người ta giúp được mình chứ sao. Xấu hổ quá nhỉ. Thì anh ấy cũng nói rằng là hàu thì rất là tốt rồi, và cái sản phẩm này là sản phẩm hàu biển Obenew, thì nó là một cái sản phẩm mới của hàu biển OB. Thì trong đây thì có những thành phần là hàu biển này, rồi là hải sâm và nhân sâm. Thì hàu biển thì ai cũng biết là nó tốt rồi đúng không ạ? Còn thì mình nghiên cứu thì mình thấy rằng là hải sâm thì rất tốt cho những người mà sinh lý yếu, rồi là tinh trùng ít. Và ngoài ra thì là có một thành phần rất là đặc biệt, đó là nhân sâm. Thì nó sẽ giúp cho cái cuộc quan hệ tình dục của chúng mình, ví dụ có lâu này, có gì đấy, thì là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng mình, thì khá là tốt. Nên là mình đã quyết định cho chồng mình sử dụng hàu biển Obenew.
Ừ, cái này em cứ phải để anh chia sẻ thì nó mới là thật. Tại vì anh sử dụng sản phẩm này mà. Nó là thật với các ông này như này. Ngày xưa ấy, tôi đã trong tình trạng đấy, tôi hiểu. Nghĩa là cái thời gian mà hai vợ chồng quan hệ của tôi chỉ ngắn lắm, chỉ được tầm 2 đến 3 phút thôi. Nhưng mà sau đấy sử dụng viên hầu biển Obinu này ấy, thì là đã cải thiện rõ rệt cái tình trạng quan hệ của vợ chồng tôi. Đã lên tần suất lên được 15, 20, thậm chí 30 phút một hiệp. Như mọi người nói ấy, thì là phải tầm 60 phút thì mới thỏa mãn, nhưng mà với vợ chồng tôi thì chắc là không 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 cần. Chỉ cần 30 phút đã đủ làm cho vợ chồng tôi thấy thỏa mãn và hạnh phúc rồi. Sử dụng viên hầu Omenil này thì tôi dám tự tin nghĩ đến hiệp 2 và hiệp 3 rồi. Thực ra thì cái viên hầu Omenil này so với các sản phẩm thuốc kích dục trên thị trường mà các ông đã dùng ấy, thì nó khác hoàn toàn. Vì là cái thuốc kích dục ấy mình sử dụng vào thì nó chỉ có mang tính nhất thời thôi, ham muốn nhất thời và muốn mình lúc nào cũng phừng phừng phừng, xong xong hết thuốc, hết tác dụng của thuốc thì nó lại bị tắt lịm đi. Còn cái viên hầu Obinu này thì nó là tác dụng từ bên trong và giúp cho mình một cái duy trì một cái sự dẻo dai, cũng như là cái ham muốn, cái đam mê và cái thỏa mãn tình dục của mình. Không còn cái kiểu là ngày xưa xong cái là thôi mỗi người quay về một đầu ngủ. Nhưng bây giờ thì xong cái lại một lúc nữa lại có thể lên được ngay và có thể tiếp tục quan hệ tiếp. Tóm lại ấy, những anh em gặp phải tình trạng như tôi trước đây ấy, có nghĩa là dương vật không cương cứng được này, xuất tinh sớm này và tinh trùng yếu ấy, thì cũng nên thử tìm và mua viên hầu biển Obinu này về dùng thử. Như tôi dùng được 2 tháng thì thấy tình trạng của mình thay đổi rất là nhiều, cải thiện rất là nhiều. Và bây giờ thì nhìn thấy vợ kiểu rất là yêu đời, rất là muốn tình cảm quan hệ. Hào biển Obenew, chiết xuất từ hào sữa, hải sâm và nhân sâm tươi, tinh túy từ núi cao biển sâu, bài thuốc sinh lý cổ đại huyền thoại, chứa kẽm và selenium sinh học cao. Hào biển Obenew, bền sinh lý, khỏe truyền yêu.